Hôm nay chúng ta sẽ đọc quyển sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. Hôm trước Ngân có chỉ thấy chia sẻ một bài là một trong những quyển sách cần phải đọc ít nhất một lần trong đời, thì trong đó có quyển sách này. Xe xong rồi. Trước hết thì cảm ơn fanpage Đọc Sách Hay Là Chết đã là một cầu nối để cho Kim Ngân có cơ hội được gặp gỡ, được trò chuyện cũng như là gửi đến các bạn những quyển sách hay. Bây giờ là 9 giờ, hơn 9 giờ, gần như là chúng ta cũng kết thúc một ngày làm việc và học tập rồi. Trong ngày hôm nay thì có điều gì làm cho các bạn tức giận không? Hay là lần gần đây nhất mà các bạn cảm thấy bất như ý, cảm thấy tức giận về một điều gì đó là khi nào ạ? Quyển sách này khá là nhỏ, cho nên là Ngân sẽ đọc cho các bạn nghe toàn bộ nội dung của quyển sách, chứ không giới thiệu như mọi lần. Tại vì quyển sách này cũng đã có sách nói rồi. Sách nói là do Ngân đọc luôn. Mà lúc đó đọc là cũng mấy năm trước rồi. Giọng lúc đó còn non lắm. Ngân không phải admin đâu, Ngân chỉ đến chia sẻ với các bạn rồi biến mất. Chào các bạn. Có câu là khi mà chúng ta tức giận thì giống như việc mà chúng ta uống thuốc độc mà chúng ta mong cho người khác chết vậy đó. Cho nên là khi mà chúng ta tức giận thì chỉ có lỗ thôi. Và những lúc biết là như vậy nhưng mà không phải ai cũng có thể kiểm soát được cơn tức giận của mình. Và Kim Ngân mong là những câu chuyện, những kiến thức trong quyển sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác được chia sẻ ngày hôm nay sẽ phần nào giúp được các bạn. Một quyển sách thì cũng tùy vào cái thời điểm mà chúng ta nghe thôi, nghe hoặc đọc. Nhiều khi là đang trong cái tình huống đó thì những cái kiến thức đó nó trở nên rất là quý giá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu. Cả giận mất khôn là một câu tục ngữ mà hầu như ai cũng biết. Bạn có dễ bị tác động bởi cách hành xử của người khác không? Liệu một tài xế taxi chạy ẩu, người phục vụ bàn thô lỗ, người quản lý nóng nảy hay một đồng nghiệp vô ý có phá hỏng một ngày tốt đẹp của bạn không? Trừ khi bạn là một cỗ máy, nếu không, chắc hẳn bạn sẽ bị sốc. Tuy vậy, khả năng thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn có biết cách nhanh chóng tập trung vào những mục tiêu quan trọng của mình và bỏ qua những rắc rối vụn vặt hay không. 20 năm trước, tôi đã nhận ra chân lý đó khi ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi đang chạy trên đường phố New York. Chiếc xe chở tôi đang đi ở làn bên phải, thì bất thình lình, một chiếc xe màu đen lao nhanh ra, cắt ngang đường đi của chúng tôi. Bác tài xế taxi vội đạp phanh, tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường ken két và chiếc xe taxi đứng khựng lại, cách đuôi chiếc xe phía trước chỉ một đốt ngón tay. Tôi choáng váng, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Nhưng những gì diễn ra sau đó mới thật sự khiến tôi sững sờ. Người đàn ông điều khiển chiếc xe phía trước, người suýt chút nữa đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, thò đầu ra cửa xe và lớn tiếng chửi bới bằng đủ lời lẽ thô thiển, tục tĩu. Vậy mà bác tài đang chở tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt gã lái xe kia. Tôi chú ý thái độ của bác, rất thân thiện. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao bác hiền thế, gã đó suýt giết chết chúng ta mà. Bác tài trả lời với giọng bình thản. Có những người giống như chiếc xe rác vậy đó. Họ chứa trong mình đầy rác rưởi,
sự thất vọng, tức giận và chán nản. Và tất nhiên, họ phải tìm chỗ để trút bỏ mớ rác rưởi ấy. Nếu thấy họ trút lên bạn, thì bạn đừng đón nhận. Hãy mỉm cười, vẫy chào, chúc họ vui, rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ tìm tôi đi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Hôm nay không có nhạc hả? Có bao giờ có nhạc đâu. Câu trả lời của người lái xe taxi làm tôi nảy sinh ý tưởng về điều mà tôi gọi là bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. Tôi bắt đầu nghĩ, tôi có thường để cho những chiếc xe rác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không? Và tôi có thường nhận lấy mớ rác rưởi này rồi mang đến phát tán tại nơi làm việc, ở nhà hay trên đường phố không? Rồi tôi tự nhủ tôi không muốn làm bẩn cuộc sống của người khác. Tôi cũng không muốn hứng rác của bất kỳ ai. Với phương châm sống như vậy, cuộc sống của tôi đã có những thay đổi tích cực đáng kể. Đây là một câu chuyện ẩn dụ, một cách nói ẩn dụ, nhưng mà gần như là chúng ta nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà chúng ta đang làm hàng ngày đó. Khi mà chúng ta, ai đó trút giận lên chúng ta, mình lại có một cái câu là giận cá chém thớt đó. Thì khi mà người khác trút giận lên mình, tự nhiên là mình lại nhận cái mớ rác rưởi đó. Rồi ai mình sẽ, các bạn nghĩ xem, ai là đối tượng để mà mình trút lên đầu tiên? Hầu như là đôi khi ra ngoài á, mình sẽ dĩ hòa vi quý, mình sẽ cố gắng chịu đựng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận cái mớ rác rưởi đó vào người, thì chúng ta sẽ đem về và trút lên người thân của mình. Chúng ta có xu hướng là sẽ trút đi những điều đó lên những người thân cận nhất của mình một cách vô tình. Như vậy thì có vẻ nó khá là bất công với những người thân cận xung quanh ta, đúng không? Chào các bạn, cảm ơn các bạn. Bình thường thì chúng ta hay nói là kiềm chế, để mà nó cũng giống như cái việc mà chúng ta kiềm chế cảm xúc á, nó giống như là việc mà chúng ta nhận cái mớ rác rưởi đó về và chúng ta để nó ở nhà của mình, thì một lúc nào đó nó cũng sẽ đầy thôi. Nó là gọi là tức nước vỡ bờ á. Thì chi bằng như vậy, chúng ta đừng nhận rác. Khi người khác trút lên mình thì chúng ta chỉ cần không nhận. Thì có một cái câu chuyện Ngân nhớ như thế này, đại ý thôi, đại ý thì khi mà có một người nào đó, giả sử như một người nào đó tặng quà cho chúng ta nhưng chúng ta không nhận, thì quà đó thuộc về ai? Tất nhiên là thuộc về người đó, đúng không? Cũng tương tự như vậy, nếu như có ai đó trút giận lên chúng ta mà chúng ta không nhận, thì thôi, tại sao chúng ta phải nhận, đúng không? Tiếp tục hen. Khi viết quyển sách này, tôi đã bỏ nhiều dự định. Mục đích của tôi là mong bạn không bị những nguyên nhân vụn vặt cản trở con đường hoàn thiện bản thân. Tôi muốn bạn biết cách bỏ qua những điều tiêu cực nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi muốn bạn hãy trân trọng những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt. Tôi muốn chúng ta cùng chung sức làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi viết cuốn sách này để kết nối với mọi người. Tôi muốn cuốn sách này đến với mọi người ở mọi quốc gia, mọi thành phố và mọi làng mạc trên khắp hành tinh của chúng ta. Tôi muốn cuốn sách giúp chúng ta thay đổi cách thức liên hệ với nhau, ở nhà cũng như ở nơi làm việc. Tôi muốn chúng ta kiến tạo và duy trì một thế giới hòa bình, cảm thông và hạnh phúc hơn. Tôi viết cuốn sách này cho những ai muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi viết cuốn sách này dành cho bạn. Và những chia sẻ ngày hôm nay là dành cho bạn.
Nội dung quyển sách sẽ bao gồm 7 cam kết. Khi giữ vững 7 cam kết này thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên chất lượng hơn. Bây giờ là cam kết thứ nhất. Chào các bạn. Sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác của tác giả David J. Bulley. Chào Hiền An, Ngon không phải admin đâu. Chào Nguyễn Long. Cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rác. Kiểm soát cuộc sống của bạn. Điều đáng giá nhất trong cuộc đời của một con người là những nghĩa cử nhỏ bé, không tên và cũng không được ai biết đến của anh ta. Người ta thường nói, khi phải đối mặt với những chuyện không như ý muốn, ta cần học cách vứt bỏ. Nhưng đó không phải là chiến lược đúng đắn khi đối đầu với chiếc xe rác. Thay vào đó, chúng ta cần học cách bỏ qua. Nãy mình có chia sẻ sơ với nhau đấy. Chúng ta cần học cách bỏ qua những biểu hiện tiêu cực đó, bởi vì để vứt bỏ một điều gì thì trước đó bạn đã để nó thẩm thấu vào cuộc sống của mình rồi. Khi bạn muốn vứt rác là bạn đã nhận rồi, thì bạn mới cố gắng nỗ lực để vứt đi. Còn phương châm của cam kết này đó là bạn đừng nhận nó. Cho nên dù bạn có thể vứt bỏ những điều không hay đó, thì ký ức về một chiếc xe rác vẫn sẽ lưu lại trong tâm trí bạn. Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn nếu bạn biết cách kìm hãm chúng. Do đó, đừng tiêu tốn thời gian hay năng lượng để lo nghĩ về những chiếc xe rác ấy nữa, mà hãy dành nguồn lực quý giá đó để nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Cách bạn đối phó với những rắc rối thường ngày ảnh hưởng đến hạnh phúc và thành công của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Trong cuốn Áp lực, nhận định và đối phó, hai tác giả cũng là chuyên gia tâm lý học đã phát hiện ra rằng nếu được tích lũy lại thì những 12 bài học từ chiếc xe rác rắc rối trong cuộc sống thường ngày có thể tạo ra một áp lực nặng nề hơn cả tác động của một số sự kiện đau buồn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chìa khóa của vấn đề là đừng cố gánh lấy những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Hãy nhớ lại câu chuyện tôi vừa chia sẻ với bạn về cách hành xử của người lái taxi trên đường phố New York. Khi ông không chỉ tránh gây xích mích mà còn không hề tức giận bất chấp thái độ lỗ mãng của người đàn ông kia. Ông không để cho những hành vi tồi tệ của người khác ảnh hưởng đến công việc của mình. Nói cách khác, ông không dừng lại để hứng rác của người khác. Ông chỉ đơn giản là bỏ qua nó. Đoạn tiếp theo nói về lòng can đảm. Bạn cần phải làm những gì bạn nghĩ bạn không thể làm được. Bị phân tâm hả? Thực ra là cái chương trình chia sẻ sách này á là muốn giao lưu với các bạn thôi. Còn nếu mà muốn nghe sách nói thì thật ra là đã có những cái bản những cái video sách nói mà sẽ đọc liền mạch, không bị gián đoạn bởi những câu chuyện, những cái cuộc trò chuyện. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện nói về lòng can đảm. Brand Rickey đang tìm kiếm một người có nghị lực hơn người, người có đủ can đảm để không đánh trả, người có thể tập trung vào mục tiêu chứ không phải là sự trả thù, và là người có thể chiến đấu vì sự tiến bộ chứ không phải vì lợi nhuận,
Ricky tìm kiếm ở khắp các quốc gia, từ Mỹ đến Cuba, Mexico, Rico hay sang cả Venezuela bằng sự kiên nhẫn hiếm có. Rồi một ngày kia, Ricky đã tìm được người mà ông bấy lâu mong chờ. Ông gửi thư mời người đó đến Brooklyn. Ricky nghĩ ông sẽ nói với người được chọn đó rằng họ sẽ không ngừng quấy nhiễu anh, thậm chí lăng mạ anh. Họ sẽ làm mọi cách hòng buộc anh phải phản ứng lại. Ricky muốn đảm bảo rằng người được chọn có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ ông giao. Nhiệm vụ này đòi hỏi người đó phải có đủ can đảm đối diện với sự bất công, ngược đãi nhưng không có ý định trả thù. Mặt khác, người đó cũng phải có tinh thần đấu tranh. Khi cần, người đó phải dám gác lại sự mặc cảm tự ti để sẵn sàng tham gia vào đội ngũ những người đấu tranh vì lẽ phải, và chiến thắng của người đó không mang vị đắng của lòng oán hận. Người được chọn. Jackie Robinson chính là người mà Brent Ricky tìm kiếm. Ricky là chủ tịch đội bóng chày chuyên nghiệp Brooklyn Dodgers. Robinson là cầu thủ của đội Kansas City Monarchs, một đội bóng chày chuyên nghiệp chơi ở giải Negro League. Kế hoạch Brent Ricky đặt ra phá vỡ rào cản chủng tộc trong lĩnh vực bóng chày chuyên nghiệp, và Jackie Robinson là cầu thủ được chọn. Năm đầu tiên ở giải đấu, cuộc sống của Robinson quay cuồng trong vòng xoáy của sự ngược đãi, kỳ thị, bất công. Đúng như Ricky đã dự đoán, hàng triệu người liên kết lại với nhau để chống lại anh. Các cổ động viên chế nhạo và la ó khi anh xuất hiện trên sân. Các cầu thủ từ chối ra sân khi thấy tên anh trong danh sách thi đấu. Thậm chí họ lập tức bỏ ra ngoài mỗi khi anh bước vào phòng thay đồ. Và khách sạn cũng không xếp phòng cho anh trong những chuyến lưu đấu. Nhiều người quá khích còn gửi thư đe dọa anh. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó, Robinson vẫn tập trung chơi bóng chày. Robinson đã cam kết không trả đũa và anh tôn trọng cam kết đó. Anh vẫn đứng vững giữa bao thử thách. Sau này Robinson đã viết lại về khoảng thời gian đầy khó khăn đó trong tập hồi ký "Không có gì dành sẵn cho tôi". Tôi có thể giơ đầu cho người ta đánh mà không hề phản ứng không? Tôi không biết liệu mình sẽ thực hiện điều đó như thế nào, nhưng tôi biết tôi nhất định sẽ làm được. Tôi phải làm điều đó vì nhiều lý do. Vì giới trẻ da màu, vì mẹ tôi, vì Ray, vì chính tôi và cả Ricky nữa. Cảm ơn các bạn. Thư giãn mà đừng ngủ luôn nha. Quyển sách này là dạng sách bỏ túi á, nhỏ xí à, và khá là mỏng. Các bạn nếu mà thích mua về thì rất là dễ đọc. Những người đồng hành. Dù bạn là người mạnh mẽ, song vẫn có những lúc bạn phải cần đến sự ủng hộ tinh thần của người khác. Những người sẵn sàng đứng ra bên vực và giúp đỡ bạn. Nhất là khi số lượng xe rác lên đến hàng ngàn chiếc hay nhiều hơn nữa, bạn không thể một mình đương đầu với chúng. Bên cạnh Robinson cũng có những người như thế. Vợ anh, Rachel, luôn hết lòng ủng hộ anh. Bram Ricky bên vực anh và nhiều người khác cũng sẵn sàng đứng về phía anh. Con đường thật lắm gian nan, nhưng Robinson không hề đơn độc. Pee-wee Reese, một cầu thủ bắt bóng tài năng, đã công khai đứng lên bên vực Jackie Robinson. Lần đó trong một trận đấu ở Boston, Robinson đang chơi ở chốt gồm số 2 thì nhìn thấy Pee-wee bị một nhóm cầu thủ khác đến gây sự. Robinson đã thuật lại chuyện này trong hồi ký của anh. Họ liên tục chế nhạo Pee-wee vì anh ấy là người miền Nam và vì anh chơi bóng với một người da màu. Pee-wee không trả lời
thậm chí không thèm liếc về phía bọn họ. Anh ấy thản nhiên rời vị trí, tiến về phía tôi, rồi anh đặt tay lên vai tôi và trò chuyện với tôi. Tôi cũng không nhớ anh ấy đã nói gì, bởi điều đáng nhớ nhất đối với tôi lúc đó chính là cử chỉ thân thiện của Biwi. Anh ấy còn khẳng khái tuyên bố trước những kẻ quấy rối rằng: "Này, cứ làm những gì các người muốn, còn chúng tôi tới đây để chơi bóng." Reese đã đáp trả những chiếc xe rác bằng thái độ ôn hòa, rồi mỉm cười chào tạm biệt chúng. Tôi nghĩ là những kiến thức trong quyển sách này không chỉ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề là chúng ta bị một ai đó làm cho chúng ta nổi giận, mà nó còn có thể hỗ trợ trên con đường mà chúng ta cố gắng để đạt được một mục tiêu nào đó, bằng việc bỏ qua những điều nhỏ nhặt để tiến đến những điều lớn, những điều thực sự quan trọng. Jackie Robinson đã có một người đồng hành. Reese hiểu rõ ẩn ý của Ricky khi mời Robinson về, và họ đều biết rằng đội The Dodgers sẽ chiến thắng nếu các cầu thủ có thể bỏ qua những chiếc xe rác để tập trung năng lượng vào nhiệm vụ lớn nhất của mình. Chào Lệ Hà, chúng ta lại gặp nhau. Stanley Woodward, biên tập viên chuyên mục thể thao của tờ The New York Herald, cũng lên tiếng bên vực Robinson. Woodward đã khám phá ra âm mưu của đội Cardinal Louis khi đội này cố gắng dàn xếp một cuộc đình công vào thời điểm mang tính quyết định nhằm phản đối một trận đấu dự kiến có Robinson tham dự. Nếu anh ấy ra sân, đội Cardinals sẽ từ chối tham dự giải, và hành động của họ sẽ kéo theo một loạt hoạt động chống đối của những kẻ muốn phá vỡ đội hình hợp nhất, đội hình thi đấu có cả cầu thủ da trắng và da màu. Câu chuyện này ở trong một chế độ còn phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da, khá là khắc nghiệt đấy. Woodward không cho phép điều đó xảy ra. Bài viết của ông trên tờ New York Herald Tribune đã bóc trần âm mưu của đội Cardinals. Woodward có thể im lặng, nhưng ông đã chọn cách đấu tranh vì lẽ phải. Và Forrick, ủy viên Liên đoàn bóng chày quốc gia, cũng phản ứng mạnh mẽ khi nhận được thông tin về âm mưu của đội Louis. Ông cảnh báo đội bóng Cardinal rằng nếu họ thực hiện âm mưu chia rẽ đó, họ sẽ phải trả giá đắt. Bất kỳ cầu thủ nào tham gia việc này cũng sẽ bị đình chỉ thi đấu. Tôi không quan tâm liệu điều đó có làm gián đoạn giải thi đấu bóng chày quốc gia trong 5 năm tới hay không. Đây là nước Mỹ, bất kỳ công dân nào trên đất nước này cũng có quyền chơi bóng chày. Liên đoàn bóng chày quốc gia sẽ ủng hộ Robinson đến cùng. Khi một người thực sự quyết tâm thì họ sẽ nhận được, mà quyết tâm chính đáng để đạt được một mong muốn chính đáng thì họ sẽ nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Cuộc đình công đã không xảy ra. Lập trường cứng rắn của Rick đã giúp ngăn chặn âm mưu xấu xa đó. Robinson có thêm người ủng hộ. Jackie Robinson thành công vì anh có đủ mạnh mẽ để không đánh trả. Nói cách khác, anh biết bỏ qua những chiếc xe rác. Bên cạnh anh là Brent Rickey, Biwi Reese, Stanley Woodward, Forrick và những con người can đảm khác, những người đã hành động theo những gì họ tin là đúng. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có giữ đúng cam kết khi những chiếc xe rác liên thủ với nhau cùng chống lại bạn không? Liệu bạn có thể toàn tâm toàn ý với mục tiêu của mình mà vượt qua những thách thức trong cuộc sống? Liệu bạn có đủ can đảm để trở thành một Brent Rickey, một Biwi Reese, một Stanley Woodward hay Forrick trong cuộc đời của ai đó không? Hãy nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn có thể tìm ra cách hành xử khác.
chỉ cần bạn nhìn nhận lại vấn đề và suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Đừng để cho những chiếc xe rác kích động lôi kéo bạn vào một cuộc chiến dai dẳng và vô bổ, rồi cuối cùng bạn lạc hướng khỏi mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ đến với cam kết thứ hai. Chào Thành Đạt. Bữa giờ anh đi thiền mất một tuần, rồi về giải quyết hậu quả, nên là hôm nay mới cố gắng lên với các bạn. Có thể là sẽ có một cái lịch cố định vào tối thứ tư, tối thứ sáu và tối chủ nhật. Facebook cá nhân của Ngân là Nguyễn Nguyễn Kim Ngân, mà hiện giờ thì trong cái thời gian cho phép, trong cái quỹ thời gian của Ngân á, thì Ngân chia sẻ ở đây nhiều hơn. Đừng tự vấy bẩn cuộc sống của mình. Chúng ta sang cam kết thứ hai nhé. Đừng tự vấy bẩn cuộc sống của mình. Bài học thứ hai là không chỉ có người khác mang rác rưởi tới cuộc sống của chúng ta, mà chính chúng ta cũng tự làm bẩn cuộc sống của mình. Chỉ vì cứ mãi dằn vặt về những chuyện đã qua, hoặc lo lắng về những nỗi sợ hãi chỉ có trong tưởng tượng mà nhiều người đã tự tạo áp lực cho mình, chẳng khác nào dựng rào chắn tự ngăn mình đến với một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Vậy thì đã đến lúc chúng ta phải loại bỏ khả năng tác động của những tác nhân tiêu cực này. Hình như vẫn còn nhiều bạn hôm nay gặp Ngân lần đầu tiên hả? Ngân chia sẻ ở trang này khá là nhiều lần rồi. Ở trên cái bài post của livestream này á, có một cái đường link YouTube. Các bạn có thể theo dõi kênh YouTube để xem những video cũ. Mỗi ngày là một ngày mới. Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thường được tái hiện lại trong tâm trí giống như những đoạn phim ngắn, đoạn này nối tiếp đoạn kia, và con người thường lưu giữ trong ký ức nhiều đoạn phim về những chiếc xe rác ghi lại hình ảnh những người từng làm mình tổn thương, thất vọng hay tức giận. Nghĩa là người ta có xu hướng ghi nhớ những điều xấu xa, tồi tệ hơn là những chuyện tốt đẹp. Người ta có xu hướng ghi nhớ những điều xấu xa, tồi tệ hơn là những chuyện tốt đẹp. Có những người ôm nỗi đau rất là nhiều năm, có khi là cả cuộc đời luôn. Tự mình làm mình khổ đấy. Chẳng thế mà trong một nghiên cứu khoa học mang tên Cái xấu mạnh hơn cái tốt, nhà tâm lý học và đồng nghiệp tại trường đại học Florida đã viết: những sự kiện tồi tệ có sức ảnh hưởng mạnh hơn so với những sự kiện tốt đẹp. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ nhanh thành nếp và cũng khó thay đổi hơn những điều tích cực. Hôm trước Ngân có đọc quyển Tâm Từ Tâm của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty sách Thái Hà đó, thì ông cũng chia sẻ là những cái tình trạng chung trong cái xã hội hiện giờ thì những cái thông tin tích cực nó lại ít được quan tâm hơn là những thông tin giật tít như là cướp, hiếp, giết. Những điều đó nó làm cho cuộc sống của mình nó đen tối đi, thật là bế tắc. Gánh nặng quá khứ. Những ký ức buồn bã khiến chúng ta luôn đắm chìm thất vọng, lo lắng và nghi ngờ. Khi trở về với những hồi ức đau buồn, chúng ta thường tự cho phép bản thân tìm kiếm lý lẽ, phân tích ý nghĩa, rồi suy diễn hệ quả theo hướng hoàn toàn không phản ánh đúng bản chất sự việc. Rồi chúng ta cảm thấy như mình vừa trải nghiệm nỗi đau đó lần nữa. Ruột gan ta thắt lại, hơi thở gấp gáp, toàn thân lạnh toát, đúng như những trải nghiệm thực tế
khi sự việc lần đầu xảy ra. Bây giờ, hãy nghĩ về một sự kiện tuyệt vời trong cuộc đời bạn, ví dụ như ngày bạn tốt nghiệp đại học, nhận tháng lương đầu tiên, hay bạn gặp tình yêu đầu đời của mình. Hãy nhắm mắt và hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, càng chi tiết càng tốt. Hãy dành một phút để tận hưởng ký ức đó. Các bạn có dành một phút để tận hưởng ký ức đó chưa? Giống như trong NLP có kỹ thuật nêu cảm xúc đấy. Những cái cảm xúc tích cực như vậy sẽ rất là hữu ích cho chúng ta. Bạn cảm thấy thế nào? Ký ức đó có làm bạn mỉm cười, cười lên thành tiếng hay âm ỉ bên trong một niềm vui khó tả? Cảm giác khi bạn kết nối với ký ức tuyệt vời đó như thế nào? Rõ ràng là nếu chúng ta có thể nhấm nháp những ký ức tốt đẹp thường xuyên hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thách thức ở đây là tâm trí ta luôn có xu hướng nhớ lại những nỗi đau trong quá khứ mà không tìm đến với những điều tốt đẹp. Hậu quả là hết chiếc xe rác này đến chiếc xe rác kia cứ nối đuôi nhau đi qua cuộc sống của chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trí nhớ của chúng ta thật ra chỉ là tập hợp những hồi ức gần nhất của một trải nghiệm nào đó. Trong cuốn sách Rơi vào miền hạnh phúc, nhà tâm lý học Daniel Gilbert thuộc Đại học Harvard đã viết rằng ký ức không phải là một phóng viên hay một sử gia khách quan như chúng ta vẫn tưởng. Việc nhớ lại một sự kiện trong quá khứ mang lại cho ta cảm giác giống như mở ra xem lại một bức tranh và khôi phục lại một câu chuyện đã cũ. Cảm xúc là một trong những vấn đề phức tạp nhất của bộ não. Trí nhớ không phải là một người ghi chép biết nghe lời để giữ lại những bản sao đầy đủ từ những trải nghiệm, mà giống như một biên tập viên được toàn quyền tự quyết. Nó chọn lọc và lưu lại những yếu tố quan trọng trong dòng chảy của những sự kiện đã diễn ra, sau đó sử dụng những yếu tố này để viết lại câu chuyện ban đầu theo nhiều hướng khác nhau mỗi lần chúng ta cần đọc lại. Vì vậy, mỗi lần bạn hồi tưởng lại một sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình, bạn không thể khôi phục lại nguyên vẹn với ký ức ban đầu, mà bạn chỉ đang nhắc đến ký ức mới nhất của chúng ta về sự kiện đó. Về cơ bản, chúng ta ghi nhớ các sự kiện một cách chọn lọc và không thật chính xác. Chúng ta lưu lại cả ký ức tốt và ký ức xấu. Bộ não luôn tự động tìm cách giữ an toàn cho chúng ta. Thử thách đặt ra là bộ não của chúng ta có một hệ thống báo động quá nhạy cảm và thường phát ra những cảnh báo về những vấn đề không thực sự đáng lo ngại về thể chất cũng như tâm lý. Cơ chế hoạt động này của não dễ khiến con người tiến đến những liên tưởng sai lầm hay những kết luận lệch lạc. Kết quả là chúng ta phải đối phó với những báo động nhầm của não bộ. Về cơ bản, những sự kiện đau buồn vẫn có thể để lại vết thương tâm lý kéo dài qua thời gian, ngay cả khi nguyên nhân khiến bạn lo lắng đã không tồn tại nữa. Như vậy thì bạn có thể làm gì? Trước tiên, bạn cần nhớ rằng não bộ sẽ thường xuyên gửi đi những tín hiệu cảnh báo từ tiềm thức của bạn gần như mỗi ngày. Thứ hai, bạn phải hiểu rằng phản ứng cảm tính ban đầu của bạn về những tín hiệu cảnh báo đó có thể bị kích hoạt một cách vô thức khi bộ não kết nối với những ký ức của bạn với khuynh hướng tự phòng vệ. Mỗi ngày, bộ não tự động sản sinh ra hàng nghìn suy nghĩ và hình ảnh, thường là theo cách liên tưởng ngẫu nhiên. Những suy nghĩ, hình ảnh bị kẹt lại là những gì đặc biệt làm ta chú ý, những gì mà ta cố gắng kiềm nén hoặc chối bỏ. Điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng. Bạn cần hiểu rằng bạn không nên bám lấy những ký ức tiêu cực này. Bạn không cần nghiền ngẫm, phân tích những vấn đề khó chịu mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống. Ba giải pháp này sẽ mở cánh cửa tới hạnh phúc, giải phóng chúng ta khỏi những chiếc xe rác trong quá khứ. Bạn không cần trốn tránh những ký ức tồi tệ
hay kìm nén những suy nghĩ tiêu cực mỗi khi chúng xuất hiện. Bạn chỉ cần mỉm cười, vẫy chào nó, rồi bước tiếp con đường bạn đang đi. Đừng để những ký ức đau buồn làm giảm lòng tin của bạn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Để xem phần này còn dài không, nếu mà ít thì chúng ta sẽ đọc luôn xong phần cam kết thứ hai. À, còn một đoạn ngắn khoảng chừng 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cam kết thứ hai, cũng như là kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay. Học cách sống trong hiện tại. Cách duy nhất để cảm thấy hạnh phúc là đừng quá tham vọng. Chắc chắn mỗi chúng ta đều dành thời gian để nghĩ về tương lai, về những mục tiêu đã đề ra và sẵn sàng đối mặt với những chướng ngại vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thậm chí người ta còn xem xét đến hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra từ hành động của mình. Lên kế hoạch cho tương lai là điều nên làm. Tuy nhiên, việc ngẫm nghĩ về khả năng xuất hiện của một chiếc xe rác không mang lại lợi ích gì cả, mà chỉ khiến bạn không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong hiện tại và quên việc lập kế hoạch cho ngày mai. Khi đề cập đến mức độ nguy hiểm của các suy nghĩ tiêu cực, hai nhà tâm lý học Karen Griffith và Andrew Sato đã viết trong cuốn Nhân tố đàn hồi. Nhiều người trong chúng ta có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề. Họ cứ chăm chăm nhìn vào những khó khăn hiện tại để từ đó vẽ nên một viễn cảnh đầy bất hạnh cho chuỗi ngày sắp tới của mình. Và một trong những thời điểm mà chúng ta hay có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề nhất đó là vào thời gian buổi tối, buổi khuya đó. Cho nên là một trong những cách để giúp chúng ta có một cuộc sống chất lượng hơn đó là ngủ sớm và dậy sớm, bởi vì năng lượng vào buổi sáng rất là tích cực. Revit và Sato đã phát thảo một phương pháp gồm 5 bước để chống lại những suy nghĩ tiêu cực. Cụ thể là 1. Xác định rõ khó khăn của bạn và những tình huống bất lợi mà bạn tin là sẽ xảy ra. 2. Đánh giá khả năng xảy ra của mỗi sự kiện trong số đó. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa thực tế và sự tưởng tượng của bạn. 3. Tiếp đó, hãy nghĩ đến viễn cảnh có lợi nhất có thể, tức là những ước muốn, những cơ sở thực tế, chứ không phải là ước muốn viển vông, và bạn sẽ muốn phá vỡ những suy nghĩ trì trệ trước đây của mình. 4. Bây giờ, bạn đã hình dung ra mọi khả năng và tình huống có thể xảy đến, cả tình huống tốt nhất lẫn xấu nhất. Tiếp theo, hãy tự hỏi tình huống nào là sát với thực tế nhất và có khả năng xảy ra nhất. 5. Sau đó, hãy tìm giải pháp để khắc phục tình huống bạn vừa hình dung ở trên. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể tránh được những sự việc khiến ta phiền muộn, buồn bã hay thất vọng. Đó là một phần của cuộc sống. Quan trọng là bạn đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó làm tiêu tốn thời gian và năng lượng của bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cam kết thứ hai. Tổng cộng sẽ có 7 cam kết, và cam kết thứ ba sẽ được Kim Ngân gửi đến các bạn trong bài đọc sách tiếp theo, có thể dự kiến là tối thứ sáu tuần này. Như vậy là buổi hôm nay chúng ta đã có điều gì động lại trong các bạn sau buổi chia sẻ ngày hôm nay không? Không biết là các bạn có theo dõi nội dung không ạ? Trước hết là chúng ta đã tìm hiểu câu chuyện về vì sao có cái tựa đề là bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác, từ tình huống của người lái taxi, rồi sau đó là hai cam kết. Đến đây sẽ phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp. Cũng còn vài ngày nữa thôi là đã kết thúc năm 2018 và đến với năm 2019 rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể bỏ qua những chiếc xe rác của năm cũ, và đặc biệt là cũng đừng biến mình thành một chiếc xe rác lên người khác, để những thời điểm sum vầy bên gia đình chúng ta có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất, yêu thương và đầm ấm nhất.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn, xin chào. Facebook cá nhân của Ngân là Nguyễn Nguyễn Kim Ngân ạ. Đúng rồi, đừng cố gắng uống thuốc độc.